Kính chào quý vị và các bạn. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị để cập nhật những thông tin trong nước nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Những ngày gần đây, trên mạng xã hội xôn xao thông tin nhiều học sinh các tỉnh phía Bắc nghi bị ngộ độc sau khi ăn một số loại kẹo lạ mua ngoài cổng trường. Đầu tiên là tại vụ việc nhiều học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Cái Rồng ở khu 3 thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh có biểu hiện ngộ độc sau khi ăn kẹo mua ở cổng trường sáng ngày 25 tháng 11. Sau khi nắm được thông tin, các lực lượng liên ngành của huyện đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Nhà trường cũng đã xác định có 126 học sinh, chủ yếu là khối 8 và 9, sử dụng loại kẹo này. Trong đó có 5 em bị tê môi, chóng mặt, tức ngực, khó thở, đau đầu, được đưa đến trung tâm y tế huyện điều trị và sức khỏe các em đã ổn định. Loại kẹo mà các em học sinh mua có vỏ màu xanh, nhãn mác Haiyan cùng dòng chữ nước ngoài, không có tem phụ chữ Việt. Lực lượng chức năng huyện Vân Đồn đã gửi mẫu kẹo trên tới cơ quan chuyên môn để xét nghiệm kiểm tra thành phần trong kẹo, yêu cầu các trường học, gia đình trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở học sinh không được mua và sử dụng các loại kẹo không rõ nguồn gốc. Tới ngày 29 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cho biết, lực lượng chức năng của địa phương đang tiến hành làm rõ vụ việc nhiều học sinh của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoành Mô có biểu hiện chóng mặt, tê môi, nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn một số loại kẹo có chữ nước ngoài được mua gần cổng trường học. Qua xác minh ban đầu, chiều 27 tháng 11, một số học sinh của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoành Mô đã ra hàng tạp hóa ở khu vực cổng trường mua kẹo đem vào lớp để chia nhau ăn. Đến tối cùng ngày, những học sinh đã ăn kẹo đang ở nội trú có biểu hiện đau đầu, đau bụng, buồn nôn và tê môi. Qua rà soát, xác định có 29 học sinh, trong đó có 27 học sinh lớp 6A, 2 học sinh lớp 8C đang ở nội trú cùng ăn một loại kẹo có chữ nước ngoài, không có tem phụ đề tiếng Việt, mua tại cửa hàng tạp hóa gần cổng trường. Đến buổi học chiều 28 tháng 11, những học sinh trên vẫn còn tình trạng đau đầu, đau bụng, buồn nôn nên được nhà trường đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra, theo dõi sức khỏe. Trước sự việc này, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Liêu đã chỉ đạo cơ quan chức năng của huyện kiểm tra cửa hàng trước cổng trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoành Mô. Qua kiểm tra, chủ cửa hàng thừa nhận có bán kẹo cho học sinh là loại kẹo nước ngoài mua lại của một người không rõ danh tính đến giao hàng. Trong khi đó, sau vụ việc 126 em học sinh của trường trung học cơ sở thị trấn Cái Rồng ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh ăn kẹo lạ mua ở cổng trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo lực lượng chức năng của thành phố tăng cường kiểm tra các sản phẩm bánh kẹo tại các hàng quán gần cổng trường. Qua kiểm tra, Công an phường Hải Yên, thành phố Móng Cái đã phát hiện và thu giữ nhiều sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ, có nhãn mác tiếng nước ngoài tại khu vực hàng quán trước cổng trường tiểu học Hải Yên và trường trung học cơ sở Hải Yên. Sáng ngày 1 tháng 12, Công an thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã thông tin chính thức về kết quả giám định các mẫu kẹo lạ có nhãn mác nước ngoài mà lực lượng chức năng vừa thu giữ tại nhiều quầy bán hàng rong ở một số cổng trường học trên địa bàn thành phố. Đại diện Công an thành phố Lạng Sơn cho biết, vào ngày 30 tháng 11, lực lượng chức năng Công an thành phố Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra một số cơ sở kinh doanh bán hàng tạp hóa trên địa bàn thành phố, phát hiện thu giữ một số loại kẹo không có chữ tiếng Việt, chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ nên đã phối hợp với Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an lấy mẫu kẹo trên để giám sát. Kết quả xác định các mẫu kẹo trên không chứa chất ma túy. Tuy nhiên, đây là những sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, có nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Công an đề nghị các nhà trường, các bậc phụ huynh cần quản lý tốt con mình, hạn chế sử dụng các sản phẩm tương tự. Hiện nay, lực lượng chức năng Công an thành phố Lạng Sơn đang tập trung xác minh, điều tra và xử lý đối với trường hợp đưa thông tin sai sự thật về việc các gói kẹo bày bán tràn lan trên thị trường, các cổng trường học có chứa chất ma túy. Việc học sinh ăn kẹo lạ gây ngộ độc, đơn vị cũng đang phối hợp điều tra làm rõ. Không chỉ tại Quảng Ninh và Lạng Sơn, thông tin về kẹo lạ còn lan truyền tại Hà Nội. Trên mạng xã hội, lan truyền hình ảnh tin nhắn nhóm Zalo có tên gọi Khoa B8 Bệnh viện 105 với nội dung: nhà mình nhắc bọn trẻ con không được ăn và mua kẹo này nhé, viện 105 xét nghiệm có dương tính với ma túy tổng hợp. Trên sân Tây đã xuất hiện người lạ đến cổng trường chia kẹo cho học sinh tan học. Về việc này, sáng ngày 1 tháng 12, Công an thành phố Hà Nội cho rằng đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, sau khi xuất hiện thông tin trên, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an thị xã Sơn Tây khẩn trương rà soát địa bàn, làm việc với Bệnh viện Quân y 105 để làm rõ sự việc. Bước đầu xác định, Bệnh viện 105 chỉ tiến hành xét nghiệm ma túy qua nước tiểu và máu, không tiến hành xét nghiệm ma túy qua mẫu thử khác và không xét nghiệm ma túy đối với loại kẹo nào cho kết quả dương tính với ma túy tổng hợp, như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội.
tại một trường học trên thị xã Sơn Tây có ghi nhận một số học sinh bị đau bụng khi cùng sử dụng một loại kẹo có vị hoa quả mua online trên mạng xã hội, chưa phát hiện việc phát kẹo cho học sinh tại cổng trường. Qua sự việc này, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin, hình ảnh, clip chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an thành phố Hà Nội cũng đề nghị nhà trường và phụ huynh học sinh tuyên truyền, phổ biến cho con em không mua bán, sử dụng các loại kẹo, đồ ăn, đồ uống không rõ nguồn gốc xuất xứ, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân khi sử dụng. Ngày 1 tháng 12, liên quan tới việc một số học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Quý Đức ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội có dấu hiệu nghi ngờ bị ngộ độc khi ăn cùng một loại kẹo không rõ nguồn gốc, bao bì in chữ nước ngoài, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có chỉ đạo lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo 30 quận, huyện, thị xã và các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố yêu cầu tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị trường học chỉ đạo cán bộ, giáo viên, học sinh, học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phát hiện cơ sở kinh doanh quanh khu vực cổng trường, kinh doanh sản phẩm, thực phẩm không rõ nguồn gốc và báo ngay cho chính quyền địa phương để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Trong khi đó, theo báo cáo của trường trung học cơ sở Nguyễn Quý Đức, vào chiều ngày 29 tháng 11, phòng y tế nhà trường tiếp nhận 11 học sinh có dấu hiệu đau đầu, buồn nôn. Đây là những học sinh không ăn bán trú, không ngủ trưa ở trường. Qua tìm hiểu, những học sinh này cho biết trên đường đến trường, các em mua một loại kẹo lạ, vỏ màu xanh, in chữ nước ngoài và cùng chia nhau ăn. Sau khi ăn xong khoảng 45 phút, các em thấy mệt, đau đầu, buồn nôn. Sau khi được chăm sóc thì sức khỏe 11 học sinh này đã ổn định. Trên cơ sở những thông tin từ phía nhà trường, đã đến cửa hàng số 19/8, phố Quang Tiến kiểm tra và thu giữ 66 gói ni lông màu xanh có hình gấu, quả đào, dâu tây, coca, ô mai, bên ngoài bao bì có nhãn hiệu nước ngoài. Hiện cơ quan công an đã gửi mẫu các loại đồ ăn này tới cơ quan chức năng để giám định thành phần. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.